pháp không ngừng vận chuyển ở trên thế gian này. Đó là hộ pháp chân chính. Và mỗi một người đều có trách nhiệm như vậy. Và mỗi một người đều có cái trách nhiệm hộ pháp như vậy. Tức là đều phải làm sao cho Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật phải vận chuyển. Trước tiên, nó phải vận chuyển ở nơi mình hàng ngày. Nó vận chuyển vậy để nó đưa mình đến một cái cảnh giới tự thọ dụng của mình, một cảnh giới an lạc, thanh tịnh cực kỳ, mà gọi là có tắc của cực lạc đấy. Và nó có vận chuyển như vậy thì mình mới có thể đem những cái sự an lạc đến cho mọi người. Và nếu mọi người đều vận chuyển như vậy, mọi người đều hàng tu như thế, thì đúng nghĩa là hộ pháp, đúng nghĩa là giúp cho Phật pháp được cửu trụ, tức là Phật pháp không chết. Còn nếu không, nếu mà mình chịu thua, mình chịu thua với cái nghiệp của mình đó, mà mỗi một lần một cái vấn đề gì đó nó làm dao động tâm hồn của mình, rồi bắt đầu phát sinh những tình cảm hết sức là bình thường, tình cảm buồn vui thương ghét, thì mình đã làm cho Phật pháp bị đình trệ. Mà không những Phật pháp bị đình trệ ở nơi mình mà thôi, Phật pháp cũng có thể đình trệ ở nơi nhiều người khác nữa. Bởi vì nếu mà tâm hồn của người nào cũng bị dao động thì Phật pháp sẽ bị đình trệ ngay. Cho nên chính vì như thế mà trong cái chuyện tu của mình thường phải, chẳng hạn như Đức Phật thường nói đến cái chuyện rằng là mình phải tĩnh tọa, mình phải tham thiền, ví dụ vậy. Cho nên cái tham thiền đó mình cũng phải hiểu lầm rằng là một khi mình ngồi thiền nó là thiền tông. Còn thói thường thì Phật tử mình thường nghĩ một cách giản dị, tôi thích ngồi thiền tức là tôi là thiền tông, còn anh niệm Phật đó là anh tịnh độ tông. Nhưng mà đừng quên rằng ngồi thiền đó là một cái phương tiện để đem lại cái sức tịnh cho mình thôi, chứ chưa hẳn đó là thiền tông. Bởi thiền là công pháp của ngũ thừa, cả năm thừa đều sử dụng cái thiền, thậm chí tới ngoại đạo cũng có thiền, Bà La Môn cũng có thiền, Đạo Lão cũng có thiền, chứ không phải chỉ riêng ở đạo Phật mới có ngồi thiền, cho nên không hẳn. Thế Đức Phật kêu gọi khi nào mình phải tĩnh tọa để nhiếp niệm thân tâm của mình, thì thói thường mình soi gương là để làm gì? Mình soi gương để mình xem lại cái dung nhan của mình, xem nó có xấu chỗ nào không, nó có bị dính nhỏ chỗ nào không, nó không đẹp chỗ nào không, để mình lau chùi, để mình chỉnh đốn làm cho nó được hoàn hảo hơn, đẹp hơn. Nhưng mà đó là mình nhìn mặt mình. Còn bây giờ mình nhìn tâm mình thì mình soi một cái gương gì đấy? Mình không thể nào đứng trước bất cứ một cái gương nào để mình thấy tâm mình được, không thấy được. Và chỉ có một cái gương soi tâm thôi, nó là sự tĩnh tọa, sự thiền tịnh. Cho nên khi mà mình tĩnh tọa như vậy, chư tổ mới nói là tĩnh tọa thứ tư kỳ khóa. Nên ngồi tĩnh tọa như vậy thì nhiếp niệm tâm mình để thấy cái lỗi của mình. Mình dùng cái sự tĩnh tọa đó để quan sát mình, quan sát tự xem rằng là mình đối với các sự kiện mình còn khởi những sự thị phi, nhân ngã, so đo này kia không? Nếu mà mình còn khởi thì cái sức tu của mình chưa mạnh. Và nó có khởi đi xuống nữa thì cũng phải cho cái mức độ nó giảm dần. Hoặc giả là mình phải thấy để phát sinh một cái sức thảm quý, tức là sức hổ thẹn vì cảm thấy rằng là tâm mình nó chưa được trong sáng dù mình tu đã nhiều. Và càng thấy rằng là mình cũng vậy thì mình không dám chê ai hết. Chẳng hạn mình có một cái tật nào đó thì không bao giờ mình dám chê một cái người nào có cái tật giống mình, nếu mình biết. Và nếu mình không biết thì mình biết cười thiên hạ. Và khi cười thiên hạ thì thiên hạ nó nhát trong miệng mình thì nó cười mình lại. Cho nên cũng vậy, nếu mình thường quan sát, mình thường xem xét và thường quan sát cái nội tâm của mình thì mình thường cảm thấy rằng là mình còn yếu lắm đối với vấn đề đó, mình còn bạc nhược lắm, mình còn khiếp nhược lắm giữa những cái vấn đề đó, mình không chống cự nó nổi. Và khi mình thấy được như vậy thì mình cũng dám chê cười người khác, tại vì mình thấy họ như thế đã vậy, mình cũng như vậy luôn, cho nên mình không dám chê cười nữa. Và chính vì mình không dám chê cười như vậy cho nên mình mới có thể đạt được cái sự khiêm tốn, và mình mới có thể cố gắng để vươn lên, cố gắng để làm cho mình được tiến bộ hơn, để làm cho mình rộng mạnh hơn. Còn
Còn nếu mình không có thường quan sát như vậy, mình không có thường quan sát như vậy, không bao giờ mình thấy được mình. Và không bao giờ mình thấy được mình, cho nên mình có một cái tâm rất ư là của kẻ phàm. Gọi là trách nhân chi tâm, rồi cái tâm trách người. Cái tâm trách người rất là mạnh, nhưng mà cái tâm mà trách kỷ chi tâm thì nó yếu ghê lắm. Mà chỉ có thứ kỷ chi tâm là mạnh thôi, tức là cái tâm mà khoan dung cho mình. Chính vì vậy mà ngày xưa bên Đạo Khổng cũng phải nói như thế, tức là bảo là mình muốn trở thành bậc thánh giả thì mình chỉ cần đạt được một cái, tức là đối với mình thì mình phải nên khắt khe, mình phải nên trách mình như là trách thiên hạ. Cho nên bảo di trách kỷ chi nhân, di trách nhân chi tâm, trách kỷ. Rồi dĩ thứ kỷ chi tâm, thứ nhân. Còn lấy cái mà rộng lượng đối với mình, mình thường rộng lượng đối với mình lắm. Cái gì của mình cũng có lý do cả, cũng có một cái lý do để biện minh cho mình. Nhưng cái gì của thiên hạ thì cũng có cái lý do sống của thiên hạ cả. Bây giờ đảo ngược lại, tức là mình khắt khe với mình vô cùng, mình lên án mình, và mình thường thường thông cảm với thiên hạ. Cùng lắm thì mình chỉ nghĩ rằng là con người mà, có phải mình còn cần cái thực pháp? Mà giả sử mình thắng được bản thân của mình thì mình nghĩ chính mình cũng cần cái Phật pháp. Và cho nên Phật pháp cần có, và chính khi Phật pháp cần cho mình, cần cho người, cần cho hết thảy. Và như vậy thì chỉ có một cái thôi, tức là tất cả hợp lại với nhau mà trong sự Phật pháp, mà tu học Phật pháp. Tại vì Phật pháp cần cho hết thảy, buông nó ra thì là bắt đầu có sóng gió, bắt đầu có mất công đức. Mất công đức tức là phiền não dậy khởi. Mà nếu quán chiếu tới nó, sử dụng tới nó thì tự nhiên phiền não nó bị tận diệt, và an lạc nó lại được lại, nó lại phục hồi. Hai nữa, mình là những người Phật tử tu học như vậy rồi mà lại là Phật tử, gọi là Phật tử của Đại Thừa Phật Pháp. Và thường thường mình thường nói là tôi là bên Đại Thừa Bạc Tông đấy. Đó. Thì cho dù mình tu tịnh độ, hay cho dù mình tu thiền, hay tu gì của Đại Thừa, nhất thiết đều rằng là vì chúng sinh cả. Đại Thừa Phật Pháp được gọi là thiện pháp hơn hết trong mọi thiện pháp lớn nhất. Không có một thiện pháp nào trên trần gian thì lớn bằng. Cho nên người nào có thể thực hiện được cái thiện pháp vĩ đại và lớn cùng tổng ở trên đó, gọi là Đại Thừa Phật Pháp, thì người đó là bậc thiện, chí thiện, thiện viên mãn. Cái thiện đó là cái thiện của người phương Tây Phật. Tại sao vậy? Là vì phàm hết mình nói thiện, thiện nó có nghĩa làm sao? Hết mình nói đến chữ thiện, thiện tức là phải hướng ngoại, hướng đến mọi người, cứu sát tâm tánh thì hướng nội, nhưng mà thực hiện cái thiện pháp thì phải hướng ngoại. Thực hiện thiện pháp đó là thiện, khi nói đến thiện pháp là chắc chắn nó phải là ra bên ngoài, đối với người mới gọi là thiện. Không có khi nào đối với mình mà gọi là thiện, mà chỉ có đối với người mới gọi là thiện thôi. Mình không thể nào mà bao giờ mình nói rằng là tôi đây tốt lắm á, tôi rất là tốt, quý vị nên tin tưởng đây, tôi tốt hiểu. Tôi mà nói mà lạnh một chút là tôi đi kiếm ăn, kiếm áo, tôi ăn vô cho nó no, tôi mặc vô cho nó ấm, tôi chăm sóc cho tôi kiếm, tôi tử tế thế. Mình nói như vậy thì người ta nghe xong người ta nhún vai, rồi mà tốt cái gì, anh thì anh lo cho anh mà tốt cái gì. Và tôi tốt lắm á, tôi mà đến lúc mà nguy khốn thì đói lên rồi là tức là tôi hy sinh hết á, hy sinh cả danh dự, tôi giật cả bánh mì con nít để ăn để tôi lo cho tôi đến tội. Tôi hy sinh tất cả, tôi lo cho tôi. Thì người ta đâu nói mình tốt. Nhưng mà khi mình bảo là tôi tốt lắm, khi thiên hạ mà đói thì tôi nhịn đói, tôi nhường đồ ăn và tôi cho người ta, thì bây giờ ta bảo như thế thì tốt. Có nghĩa là tốt là phải cho thiên hạ, còn cho người là có tốt, còn cho thiên hạ mới là tốt. Nhưng mà Đại Thừa Phật Pháp, cái thiện pháp nói trên của Đại Thừa Phật Pháp là vậy, độ tận chúng sinh. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp mới dám được gọi rằng là cái tốt lớn nhất, cái thiện lớn nhất.
mà không có thiện pháp lớn hơn nổi thiện pháp của Đại Thừa. Tại vì thiện pháp đó là độ tận chúng sinh, tức là cho tất cả chúng sinh. Cho nên nếu mà mình nghĩ ra một người nào nói là tôi tốt lắm, tôi lo cho tôi thì người ta cười. Mà rộng ra bây giờ mình có thể lo cho người, nhưng mà tôi tốt lắm, tôi lo cho vợ con tôi, người ta cũng vẫn chưa chẳng là tốt. Cho nên nếu mình cứ nghĩ rộng ra thì Đại Thừa Phật Pháp là viên mãn, là mười vị, lo cho tất cả, cứu vớt tất cả, lo cho thiên hạ. Nhưng mà khi mà mình phát tâm nguyện như vậy đó, mình có một cái lợi rất lớn. Khi mình học Phật, mà sở dĩ mình thấy rằng là trong nhiều năm mình học Phật, tại sao cái sự Phật Pháp của mình không tiến bộ, cái niềm tin của mình không có phát triển, chung quy chỉ bị cái thiếu cái sự phát tâm, phát Đại Thừa Tâm, tức là phát Bồ Tát Tâm, tức là phát tâm vì chúng sinh. Với một cái tâm trạng ích kỷ mà thâm căn cố đế nhiều đời nhiều kiếp ích kỷ rồi, nguồn tập ích kỷ đó, thì mình nghe cái sự phát tâm vì chúng sinh, mình cảm thấy nó thiệt thòi, rất thiệt thòi. Dài gì mà phải phát tâm cho thiên hạ, cho mình trước đã, hoặc là cho gia đình mình trước đã. Còn dài gì mà phát tâm cho thiên hạ, nhưng mà phải dài gì đâu, khôn mới phát tâm cho thiên hạ. Còn quả tình dài lắm thì mình chỉ phát tâm cho mình, hoặc phát tâm rất nhỏ bé cho những cái gì gọi là ngã sở là của ta. Và chính cái khôn nó mới là cái phát tâm rộng lớn cho thiên hạ. Cứ phát tâm rộng lớn không có một cái gì thiệt thòi hết, mà lại là một lợi ích lớn. Bởi vì mình nghĩ coi làm thế nào mình chịu nổi những cái cô tập hay là những cái chướng của thiên hạ. Ai cũng có, đó là phàm phu ai cũng có. Cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp, cái chủng tử tham sân si, ai cũng có cả. Nếu mình không có, giờ đây mình đâu ngồi đây đâu, mình cũng ngồi trên tòa sen, cũng chết chệ đây rồi. Nhưng mà một khi mình đã thấy mình ngồi ngay đây, mình biết là mình còn cái chủng tử đó. Cho nên mình còn, mọi người còn. Đó. Chính vì như vậy không ai chịu được ai, nhưng mà phát tâm thì chịu được. Người nào phát tâm thì người đó chịu được. Tức người nào khi mà phát tâm rộng độ chúng sinh thì người đó chịu đựng được chúng sinh. Cũng như chẳng hạn khi mà mình phát tâm là mình bảo là mình cần phải giáo dục người này, mình cần phải giúp đỡ người này cho đến nơi đến chốn, mình có thể chịu đựng họ để mà mình khéo léo xoay sở họ, mình chiều chuộng họ cái này cái kia, để mình khéo léo xoay họ từ từ. Thì vì mình phát tâm như vậy cho nên mình mới chịu được, để mà mình cứu họ, để mà mình kéo họ, để mình xoay họ. Đó. Cũng như cha mẹ, tuy là chưa bao giờ phát ra miệng, nhưng mà trong thân tâm là cha mẹ phát tâm gây dựng cho con cái, cho nên cha mẹ chịu đựng được con cái. Nhưng mà vì không phát tâm đối với thiên hạ, cho nên cha mẹ chịu đựng thiên hạ không được, nhưng mà chịu đựng con cái. Bởi vì trong thân tâm của cha mẹ phát tâm vì con cái, phải làm cho con cái sao cho nên người, dù vì giá nào. Cho nên có cay đắng như thế nào trong cái công việc là gây dựng cho đứa con, cha mẹ chịu đựng được hết là bởi lý lẽ như vậy. Chịu đựng mà một cách tương đối gọi là không đến nỗi hờn oán, không đến nỗi cảm thấy là thiệt thòi hay là thua lỗ, mà vẫn cảm thấy nó ít được của mình, dù chưa chắc đứa con đã nuôi lại mình trong ngoài sau. Như tôi nói, con cái thì mình gồng gánh nuôi, học cho giỏi thì cũng 25, 26 tuổi thành tài ra trường. Ra trường thì có đôi lứa bắt đầu phát sinh tình cảm, tình thương, thì trong đầu óc còn đâu cha, đâu mẹ, đâu đâu, chỉ có đối tượng của mình, rồi lập nên cái gia đình, và mãi sung sướng, vui thú với cái hạnh phúc mới có đấy. Rồi đến khi mà sinh ra một đứa con khóc oe oe chào đời đó, thì vì tiếng khóc của đứa con thơ, lúc đó mới chạy lòng nghĩ tới cha tới mẹ, mà đâu phải nghĩ tới cha tới mẹ, chạy lòng nghĩ tới cha tới mẹ đó là vì thương cha tới mẹ đâu, mà chạy lòng nghĩ đến cha đến mẹ đó, à còn có bà mẹ già kêu ba tới ông cháu cho mình đi chơi, chứ đâu có phải là chạy lòng nghĩ tới mà trời ơi công mẹ như trời như biển, bây giờ có con mình mới biết đâu, mình chạy về nhà tìm bà mẹ lệnh sụp xuống khóc lóc mà sám hối tội lỗi là xưa nay con bỏ bê cha mẹ, con mãi lo sống cái cho cái đời tư của con thôi, đâu phải. Mà nhớ tới bà mẹ là bà hà mình hãy còn bà mẹ già xài còn được, bà còn ấm cháu được, bà còn bế cháu được để cho mình đi chơi. Đấy, rồi cho đến khi bà mẹ chết
Rồi bây giờ mới đi đến chùa cũng được cái mâm cơm chay, cũng được cơm chay giỏ vài ba giọt nước mắt, rồi gọi là xong này. Thế nhưng mà bố mẹ nào mà nhìn thấy những cái viễn cảnh như vậy, may ra cha mẹ có phước, có đức, có con người hiếu nuôi dưỡng bao đáp thì cũng an ủi cái tuổi già của mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên cũng là hiếm đấy, phải nói thẳng như vậy. Thế thì mình thấy rằng là khi phát tâm thì chịu được được. Thế vậy thì trong cái cuộc sống như vậy là chỉ có thành Phật mới chịu được được, và chỉ có thiên hạ thành Phật mình mới không bị thiên hạ bắt mình phải chịu được thiên hạ. Có hai yếu tố như vậy, nhưng mà để đến thành Phật thì phải phát tâm, để đến cái con đường thành Phật thì mình phải phát tâm, phải phát tâm vì chúng sinh. Chính vì muốn rộng độ chúng sinh mà mình mới phải độ tận phiền não của mình. Mình sở dĩ gọi là chúng sinh, Đức Phật sở dĩ gọi là Phật, thực sự ta khác nhau ở chỗ nào đâu, không có khác, cũng mắt tai mũi lưỡi, cũng có tâm lý sinh lý, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng đủ thứ hết. Nhưng cũng lời nói đấy, lời mình nói ra toàn là phiền não thì phi, lời Phật nói ra toàn là pháp an lạc sự hạnh phúc. Mà cũng cái miệng đó thôi, cũng cái ý nghĩ tưởng đó thôi, cũng mọi sự việc xảy ra đó thôi. Nhưng Đức Phật nhìn cái gì cũng là một bài học để đưa đến an lạc. Mình nhìn cái gì cũng là một chuyện thị phi và nhân tạo. Thế thì nó do lên những cái gì? Cái thế giới của Đức Phật, cái thế giới mà tôi nói là tự thọ dụng của Đức Phật, đó là thế giới an lạc. Còn cái thế giới tự thọ dụng của mình là một thế giới phiền não, sầu khổ, lo nghĩ, tính toán. Và mình nghĩ rằng là đối với lại đạo Phật, mình học Phật mình biết Đức Phật nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo, mình có thể tạo ra bất kể cái thế giới nào. Điều đó không sai, điều đó rất chứng. Mỗi thế giới này, mình tuy sống trong cùng một thế giới, nhưng mỗi người có một cái thế giới riêng. Chuyện đó ai cũng hiểu. Không có một thế giới của một người nào giống ý đức người nào đâu. Cũng cùng một cái thế giới này, có người cảm thấy an lạc, người cảm thấy sầu khổ, có người cảm thấy lo toan, có người cảm thấy bình yên, có người cảm thấy bất an, có người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Mà cùng trong cái thế giới như vậy. Nhưng mà mình có khả năng tạo thế giới chứ không phải không? Nhưng mình chỉ có khả năng tạo thế giới theo những cái vật liệu mình có sẵn. Tức là chẳng hạn bây giờ mình chỉ có tôn thôi, thì cái nhà mình xây dựng lên chỉ có nóc tôn, vách tôn. Nếu mình chỉ có lá thôi, thì cái nhà mình tạo nên chỉ có nóc lá, có vách lá. Và nếu mình có xi măng, có sắt, thì cái nhà mình tạo nên nó sẽ là một cái nhà biệt thự có xi măng, có sắt, vững bền, chắc chắn. Cho nên mình chỉ tạo được những vật liệu mình sẵn có, và vật liệu mình sẵn có để mình tạo thế giới của mình toàn là tranh chấp thị phi, nhân ngã so đo, giận hờn ghét ghen. Cho nên mình tạo ra một cái thế giới nhiễu nhương. Còn nếu mình có trí tuệ an lạc từ bi, mình có tín tinh tấn niệm giới giả tàm quý văn tịnh huệ, nói ví dụ như thế, thì mình sẽ tạo nên được cái thế giới hết sức là đẹp đẽ, lộng lẫy và an lạc của cái tâm hồn của mình. Cho nên chính vì cái như thế đó mà khi mình tu học thì mình phải cần tạo cái tư liệu, cái vật liệu, tạo vật liệu để cho tâm của mình, để cho cái thế giới của mình được thiết lập bởi cái vật liệu đó, tức là sự thiền định, sự quan sát, sự xả văn, tức là nghe pháp, xả là xả những cái phiền não, tàm quý và khi nào cũng cảm thấy rằng là mình lúc nào cũng khiếp nhược và yếu đuối trước các thế gian pháp, trước sự sai sự mà giới, phải duy trì những cái giới đó. Và mình tạo cho mình những cái, mình có những cái vật liệu đó trong cái tư tưởng, trong ba nghiệp của mình rồi, thì mình mới có thể bắt đầu trở thành những người hành đạo. Và mình cần có những thứ như thế để trau dồi và để trang bị cho nó một ngày một thêm lớn, thì cái vấn đề phát nguyện để không có. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp hay là nói Bồ Tát Đạo là một con đường lý tưởng của tất cả mọi người. Tại vì nếu mình muốn mình được an lạc, mình muốn mình được bình an trong một thế giới thì bất ổn này, và mình muốn đem đến một cái sự an lạc cho mọi người khác nữa, ngoài cái pháp tâm Đại Thừa đó ra không còn con đường nào khác. Làm thế nào mình chịu đựng nổi thiên hạ,
khi thiên hạ có những tính phàm phu như vậy, và khi mình phát nguyện như vậy, mình phải diệt tận những cái tính đó của mình. Mình có cái tính đó cho nên mình trở thành chúng sinh, và mình diệt sạch những tính đó, và mình có những tính của những cái thất thiên tài tôi mới kể, tín tinh tấn liệu này vân vân, nó ví dụ tín tinh tấn giới văn rồi tàn quý xả huệ. Nếu mình có những cái thứ như thế thì mình trở thành Phật, và nếu mình không có những thứ như thế mà ngược lại mình chỉ có ghét ghen giận hờn phiền não buông lung phóng túng ngã mạn thì mình chắc chắn mình trở thành phàm phu. Cho nên một khi mình phát tâm vì chúng sinh, vì mình hay vì chúng sinh, thì mình phải diệt những cái tính nó của mình. Bởi vì khi mình có diệt được những cái tính nó của mình thì mình mới có thể độ được chúng sinh. Chẳng hạn bây giờ mình diệt được cái tính sân hận của mình thì mình có thể độ được cái chúng sinh nặng sân hận. Mình có thể diệt được cái tính ganh ghét ở trong lòng mình thì mình mới có thể diệt được cái ganh ghét ở trong lòng của người khác. Còn nếu mà mình cũng y chang như vậy thì mình không thể diệt được, cũng như một lương y, một thầy thuốc. Thầy thuốc đó khi muốn chữa bệnh, thầy thuốc đó phải vô nhiễm, tức là làm thế nào mình vừa chữa bệnh mà mình đừng bị nhiễm bệnh. Thì cũng vậy, đại thừa Phật pháp cũng vậy, cái người tu Bồ Tát Đạo, người hành Bồ Tát Đạo, người đó cũng làm sao vừa độ chúng sinh mà vừa không bị nhiễm. Và phải biết cách độ là bởi vì chính mình đã một lần thể nghiệm và diệt cái tính sân như thế nào, cho nên mình tự thể nghiệm và mình biết được cái phương thuốc để trị cái bệnh sân nó ra sao, thì chính vậy mình mới có thể chữa được bệnh sân của cái khác. Và như thế mình thấy rằng là cái sự phát tâm vì chúng sinh là cái sự cần thiết cho mình kém trong khi mình tu tập như vậy. Và mình cần phải phát tâm từ từ, mình chưa thể một lần, một giây, một phút mà phát tâm rộng rãi vì vô lượng chúng sinh như Đức Phật phát được. Nhưng mà mình cứ từ từ, mình bảo mình phát tâm vì mọi người. Chẳng hạn như tôi mỗi lần tôi tính toán nó như vậy, tôi ngồi tôi niệm Phật, thì khi mà tôi niệm Phật như vậy thì tôi cảm thấy tôi niệm Phật thì Phật hiện hữu ở đây tôi, thì tôi cảm thấy tôi an lạc. Tức là tất cả những cái vọng tưởng khác nó tạm thời nó ngưng bặt, thì tôi cảm thấy tôi an lạc như tôi nghĩ. Nhưng mà nếu Đức Phật mà chỉ có trong cái phạm vi nhỏ bé như vậy thôi, thì mình chỉ được bảo vệ và cái chỗ an lạc của mình nó rất là hạn hẹp. Cho nên mình phải suy nghĩ để mình cảm thấy Đức Phật là vô lượng, bởi vì A Di Đà đó, chữ A nó có nghĩa là vô lượng, Mita nó là quang hay là thọ. Thế thì mình phải nghĩ rằng Đức Phật là trùng khắp cả tăng thiên đại thiên thế giới, khắp cả hư không. Và khi mình nghĩ như vậy thì Đức Phật cũng không ngoài cả những người mình ghét lẫn người bình thường. Cho nên do khi cái người nào mình ghét, mình không ưa, mình có thể niệm tới họ và nghĩ họ với Đức Phật là đồng. Và mình nghĩ rằng là mình cảm thấy là họ như chính Đức Phật A Di Đà như vậy. Và bao giờ mình cảm thấy như vậy được thì cái an của mình mới là cái an đến một cái chỗ gọi là cực an. Nghĩa là những cái kẻ mà mình ghét cũng không làm cho mình bất an được. Và khi nào Đức Phật A Di Đà hiện hữu một các nơi, hiện hữu cho đến cả như vậy nữa, thì mình mới đạt được một cái trạng thái gọi là mình mới được cái gọi là một cái an rất ư là viên mãn. Thế thì chính vì cái vấn đề như thế cho nên mình thấy rằng là khi mình tu mà nói một đại thừa Phật pháp như vậy đó, thì mình cần phải khi nào mình phải tập một cái sự kiện như vậy, mình phát tâm, tức là mình nghĩ rằng là mình sở dĩ mà tu đây cũng chỉ vì rằng là để làm sao cho mình hết phiền não, để làm cho tâm mình tịnh, thiện pháp thành tựu Phật. Cho nên Đức Phật mới phải độ từ từ từng một cái ác pháp một ở nơi mình. Và khi nào độ sạch hết tất cả những ác pháp ở nơi mình, không còn mảy may ác pháp ở nơi mình nữa, và thiện pháp nó được trưởng dưỡng và nó được thành toàn một cách viên mãn, thì bây giờ Phật quả nó thành tựu. Và khi Phật quả thành tựu mới độ tận chúng sinh được. Hay nói một cách khác hơn, nó bao giờ độ tận hết chúng sinh thì mới thành Phật. Thì mới thành Phật. Cho nên cái phát tâm vì chúng sinh, cái phát tâm rộng lớn nói trên, đó là một cái lợi ích lớn cho mình. Và nếu một người nào mà nghĩ tới một cái ích lợi cho mình và cho người, thì không có một ích lợi khác hơn là lập tức phát tâm. Ngay tức khắc là phát tâm là vì hiện hạ mình tu, vì hiện hạ mình bố thí, vì hiện hạ mình xả. Cuộc đời này như Ngài Hám Sơn Hiền Sư nói vậy: mộng, huyễn, vào, ảnh, lộ, điện, xương diễm, kính tượng, thủy nguyệt, không hoa, ba tiêu,
thận lâu, mạn tụ. 13 pháp nói trên là căn bản của sự nhân tạo, nhưng mà cái người biết đến 13 điều đó rất là ít. Ngài Ham Sơn Đại Sư nói như vậy. Ngài Ham Sơn Đại Sư là tôi đã từng kể chuyện đời Ngài ở tại đảo Tràng Thành, cũng lâu lắm rồi. Ngài là quốc sư thầy của vua và triều đại nhà Minh, đã tỉnh rồi, nhưng bây giờ thân xác hay còn không có hư nát. Mình thấy như vậy, mình cũng đủ biết rằng là Ngài là bậc thực đạo. Thế thì Ngài bảo là những người nào mà quan sát các pháp của thế gian này như là giấc mộng, như là huyễn hóa, như là chớp, như là ảnh này, như là vân vân 13 pháp tự kể đó, cảm thấy nó nói tụ chung nó toàn là huyễn hóa, toàn là ảo ảnh giả tưởng. Giống như câu chuyện mà Đức Phật ví dụ trong kinh là có một kẻ đi ngang qua dòng sông vào ban đêm, thấy ở dòng sông lấp lánh có miếng vàng, anh ta nhảy xuống sông lội lặng khục mò đến buộc bùn sình quấy động cả lên, không còn thấy vàng đâu nữa, mệt quá leo lên trên bờ ngồi nghỉ rồi nước nó trong lại lắng đọng lại, lại thấy cái miếng vàng nó lấp lánh ở dưới sông, lại mò xuống lội. Độ như vậy cho đến mệt quá leo lên nằm tức lăng, mà không lẽ uổng công mình lội như vậy, giờ mình bỏ cuộc mình đi về, cho nên chót lội thì phải lội cho đến cùng để mà lấy chứ, cho nó khỏi có hoài công. Thế rồi mới có một người khác đi ngang, nó hỏi là thế tại sao anh làm gì mà mình mẩy anh xình lầy mà anh cảm thở dốc ở đây vậy, mà khuya rồi anh làm gì vậy? Anh nghe bảo tức quá, tôi thấy rõ ràng có một cái mảnh vàng ở dưới sông đó mà tôi mò cách gì nó ra hết, mà cứ khi nào tôi sắp mò được thì y như nó biến mất. Ông kia mới bảo đâu, anh này mới chỉ ở dưới dòng sông kia nhìn, nghe là nhưng mà nó không phải dưới sông đâu, nó trên ngọn cây ấy, mà nó phản chiếu nên leo lên cây anh lấy đi, anh mà thấy rõ ràng dưới sông mà trên cây gì. Ông kia bảo ở em, nó phản chiếu vậy thôi, mà anh leo lên trên cây đi thì anh sẽ lấy được. Nó chim chắc nó thả đấy, nó của ai làm rơi chim nó thả trên đấy, nó bỏ đấy, thôi anh lên lấy mà đi về đi. Anh kia leo lên cây quả nhiên có thật đó. Nhưng mà phí công đó. Thì anh cứ nghĩ rằng là cái miếng vàng nó nằm ở dưới sông, nhưng mà nó ngược lại, cũng như cuộc đời này cũng vậy. Mình nghĩ là hạnh phúc là cái chuyện được, mà đau khổ là cái chuyện thua. Và mình nghĩ được thua đó là ở cái thế gian, ở cái cuộc đời này, cho nên mình lao đao